gì vậy? Sao vậy chú? Khởi động thôi mà. Chứ không phải. Chân trụ của ba phải đặt cho nó vững. Là sao? Chân trụ của ba đặt không vững á, người của ba sẽ dễ lắc lư nè, rồi dễ té, rồi đá hụt banh nữa. Trứng mà khôn hơn vịt. Cái này là vợt thôi mà. Còn vô trận đi, sẽ thấy ba xuất thần như thế nào. Chơi. Mày uống gì sao trội vô đầu mày bây giờ? Vô đá chú ơi nha. Cái vợt mà. Làm cho nó muốn chửi thề rồi đó. Làm lại. Mở lên. Mời hãy đổi vào sân đấu. Giao cầu. Mày à, mày vẫn còn cường tráng lắm mà. Cứ bình tĩnh, đừng căng thẳng. Hãy thống trị sân bóng như ngày thường mày thống trị công ty. Cố lên. Để tôi. Ây da, sao không? Mấy cái thằng đó thiệt là anh ta quá đi, chắc là khốn lắm đây. Giao cầu. Sorry. Ủa, bên con mà chú. Hôm nay chú kỳ quá. Không hiểu được luôn. Ba, hay là ba xuống thủ đi để con tấn công cho. Cái gì? Bậy. Chứ nãy giờ ba giành đá không, không ai đá được gì hết luôn. Giành hồi nào? Đúng rồi, chú ơi, chú đừng có giành nữa. Giao cầu. Tập trung đá vào chỗ ông Đà đấy. Ông Đà đã lỗ hổng đặc biệt của bên đội đấy. Ê, cái thằng kia mà nó ai lỗ hổng vậy? Cứ đá vào chỗ ông Đà đấy. Nè, anh đang nói cẩn thận nha. Sao nói ba tôi là lỗ hổng? Chúng tôi nói đều nói sự thật thôi mà. Nè, tôn trọng người lớn tuổi nha chưa? Lịch sự chút xíu đi nha. Ba tôi chỉ già thôi chứ không có hổng. Tập trung vô trận đấu. Bỏ đi. Để tôi. Lần này mình đã có cảm giác rồi. Xuống. Chú xin lỗi. Bà sao kỳ vậy ba? Không biết sao nữa, ba đá kỳ quá. Có lẽ ba đá cái cầu nó mạnh quá đó con. Bà, vậy ba xuống chơi làm sao đi? Cái gì tự nhiên sao rồi đuổi ba xuống làm sao? Đúng rồi, chú ra phía sau đi. Phía trước để tụi con lo cho. Chú chơi trên này tốt mà. Thôi, đi mà chú. Thôi, ráng hy sinh đi ba chứ sao đội mình thua đó. Đúng rồi, đổi chỗ đi chú. Ủa sao đổi chỗ ông già vậy? Chán quá vậy, kỳ ghê anh ơi á. Ê mấy nhóc kia mày nói gì vậy? Chỉ nói vậy thôi mà. Đâu phải là công của mình tôi đâu, là của cả đội thôi. Rồi, con chân bài. Rồi, hả, con ơi, ra.
Rồi. Anh sẽ là anh cầm gỗ này thì nhé. Cảm ơn chị. Anh Ngọc, anh chú, mình nghỉ ngơi nửa tiếng xong mình đã chung kết luôn. Nghe nói hiệp hội lần này á cho giải thưởng là cao lắm á nha. Mà công nhận anh Ngọc Sama đã hay thiệt. Ôi, Ngọc Sama gì anh cứ chọc quê tôi hoài à. Sở dĩ tôi có được tinh thần dẻo dai và trẻ trung như vậy là nhờ mỗi ngày uống 2 hộp sữa Enlin, 3 khỏe cơ xương khớp, cộng với mỗi ngày tập 30 phút thể dục mới được vậy đó. Anh Ngọc khiêm tốn à, quan trọng á là anh Ngọc đã giỏi nè. Đôi chân vàng này hồi nãy giờ toàn bộ một mình anh là ghi vàng không á. Trời, chân của ba tôi cũng. Ông Tài ơi, cố lên, cố lên. À, Liêu. Đây đây, nè lại đây, uống nước. Ồ, cảm ơn bà nha. Bà tới là tôi vui rồi. Ông nè, tôi có việc phải đi rồi. Ông cố gắng chơi tốt nha. Ủa vậy hả, đi hả? Cố lên nha ông. Cảm ơn Liễu nhiều lắm. Tôi đi nha. À, đi. Cố nhớ lên. Có khi cầu phát qua là anh phải truyền cho tôi liền như vậy tôi mới tấn công được. Nhớ dạ, nha. Dạ. Nhớ kỹ đó. Dạ. Gì vậy? Có chuyện gì? Dạ, tụi con đang bàn chiến thuật trận chung kết đó chú. Ờ, sao? Bây giờ sao? Dạ, theo như con để ý á, thì khoảng 80% là cầu sẽ được truyền đến chỗ của ba đó. Ồ, vậy thì tốt quá, ba sẽ đổ tài cho coi. Dạ không, vì ba là lỗ hổng cho nên họ mới truyền cho ba đó. Cái gì lỗ hổng quá vậy? Nè, còn cái vấn đề rất là quan trọng này, nhớ nha, phải nhớ tuyệt đối là tôi dặn nha. Nó nói gì con ráng nhớ nha. Dạ dạ. Khi mà cậu bên đó giao qua, thế nào cũng sẽ giao chỗ của ba tôi. Ờ, tuyệt đối đừng để ba tôi bắt cầu, hãy nhậu giành giật liền nha, giành giật lấy cầu và truyền qua cho tôi để tôi đá bên kia thế nào cũng ghi bàn thắng. Con chừng là con quên là có mặt ba trên sân á. Bà giữ im lặng để con bàn chiến thuật chút xíu nha. Bây giờ nắm rõ chiến thuật chưa? Rõ rồi. Cứ như vậy mà tiến hành. 1, 2, 3 ve yeah, để khí thế thắng nè. 1, 2, 3 ve. Bà về khí thế chút xíu ve vậy sao phải ăn. 1, 2, 3 ve. Bà ba, lùi lùi giùm con đi ba, lùi con chút đi. Lùi chút đi ba, lùi chút nữa. Còn chỗ nào đâu lùi con. Lùi bước đi ba, nghe lời con đi. Hết rồi. Ba lùi giùm con một bước đi. Vậy là ba đứng ở ngoài sân á. Dạ đúng rồi, ba đứng đó luôn nha, đừng cử động nha ba. Con chỉ. Ơi là ba chạy vô nữa làm chi vậy? Con đã cho ba ở ngoài sân rồi ba vô làm chi? Cầu tới thì mình phải đá cho con. Bây giờ dù cầu có tới ba cũng phải né đi. Có như vậy thì anh Khiêm mới phối hợp với con nhịp nhàng ghi bàn thắng được. Dạ. Ủa cái cầu tới mà tự nhiên mình né là sao không hiểu luôn á. Con đã cố tình cho ba ra ngoài sân rồi ba cứ chạy vô. Bây giờ ba nghĩ đi. Ba ở trong sân ba có làm được cái gì đâu, đúng không? Bây giờ ba cứ coi như là ba đang chơi bóng né đi. Cứ cái cậu tới bà né qua né lại né sao là đẹp mà được rồi ha. Còn mọi chuyện còn lại cứ để con với anh Khiêm lo, ba hiểu chưa? Tôi biết rồi. Ráng giúp con nha ba, con khổ quá mà thiệt á. Bây giờ gian cái lấy tinh thần nè. Dạ. Vô ba. 1, 2, 3 yeah. Ba sao ba dễ yếu quá, sao có tinh thần. Thôi ba khỏi gieo đi, anh Khiêm lên đây. Hai anh em mình thôi. 1, 2, 3 yeah. Ok. Trời. Nó đi. Ba sao ba lại né? Thì hồi nãy con nói là thấy cái cầu tới là né thì ba né đó. Thì con nói thì nói vậy thôi, nhưng tình huống hồi nãy là chỉ có ba trái cầu thôi, không có ai bên cạnh ba hết. Ba phải xử lý trái cầu chứ bên kia chứ. Ba ơi, ba làm gì bằng cái đầu giùm con với nha, nha ba nha. Thôi về về đi anh Kim. Dạ. Anh vô vị trí này thủ đi, một mình tôi đã tấn công được rồi. Dạ, dạ. Đứng vậy là con che chú á. Ba ơi, ba làm ơn làm phước đứng yên một chỗ thôi để cho con với anh Khiêm tập trung đá với bên kia nha. Con né đẹp vì cứ càm ràm hoài. Rồi bắt đầu đi. Con một mình chú né thôi đó, con không có được né.
cậu là của tôi. Ai cũng vậy. Hay lắm Ngọc. Trước sau gì rồi sẽ có được những giây phút vinh quang nhất của cuộc đời mình. Nói ra xấu hổ, nhưng trong suốt 10 năm qua, giây phút vinh quang nhất cuộc đời tôi chính là trong cuộc thi cầu may. Lao tới, tung người lên, rồi thẳng chân đá mạnh. Làm đối thủ chỉ còn biết đứng nhìn. Tôi được công nhận là số 1. Phải công nhận, cảm giác đó thật là tuyệt vời. Dù rất nhanh chóng, nhưng mùi vị của cảm giác đó tôi không bao giờ có thể quên được. Trận cầu là vinh quang của tôi. Ra ngoài! Anh có sao không? Không sao đâu. Cô cứ làm gì tiếp đi. Ngọc vô chơi tụi em. Thôi Ngọc. Anh không chơi đâu, mấy đứa chơi tiếp đi nha. Dạ dạ. Quan nhất trong cuộc đời mỗi con người sẽ không tới lần thứ hai, và tôi đã được bay bổng trong cái ảo giác của vinh quang đó trong thời gian rất dài. Anh cứ yên tâm, sản phẩm của công ty chúng tôi á đặt chất lượng lên hàng đầu. Nhưng mà giá của bên anh cao quá. Cái gì cũng có cái giá hết anh, giá cao là do nguyên liệu tốt quá. Anh đâu mà số 1 phải không? Đúng rồi. Cái gì cũng được á, anh trời ơi trời, nó ngồi mà nó ngáy khí thế luôn. Ngọc! Ngọc! Ra ngoài. Ra ngoài. Ngồi chút đường bà giật bẻ. Xin lỗi anh. Mọi người đang chơi bánh tù xì hả? Dạ. Anh Ngọc, anh Tú là vua bánh tù xì đó. Hay quá trời luôn. Anh Tú chơi bánh tù xì hay lắm hả? Cũng tạm tạm thôi à. Còn này dễ lắm nha. Nếu mà mình muốn đối phương họ ra cái búa thì mình phải nhẩm câu thần chú là búa. Liên tục búa 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 búa. Lúc đó đối phương sẽ chăm chú nhìn vào khẩu hình miệng của mình, mà họ sẽ bị phân tâm mà không có nhớ là mình định ra cái gì. À, lúc đó họ sẽ chắc chắn sẽ ra cái búa. Mình phản đòn lại, mình ra cái bao là mình ăn chắc 100% luôn. Hay vậy ta? Có nghĩa là mình làm cho họ liệu theo hả? Đó, đúng rồi đó. Có ai chơi quánh tù tì với ba không? Chơi quánh tù tì với ba đi. Ba chơi quánh tù tì là vô địch thiên hạ luôn, không ai chơi bằng ba luôn á. Đi chơi quánh tù tì với ba nha. Em chơi quánh tù tì với anh đi. Anh chơi hay lắm á, em chơi không lại anh đâu. Anh chơi với ẹt, ai thèm chơi với anh. Thử đi, biết liền. Đi chơi với anh đi, chơi đi. Làm chi? Chơi quánh tù tì với ba đi. À, nếu như con thắng, con muốn cái gì cũng được hết. Con nói thiệt không? Đương nhiên rồi. Nếu như mà con thắng thì ba cho con tiền nha. Được luôn. Nhưng nếu như con thua, con phải bị ba búng tráng, chịu không? Ok, chơi. Con phải nói là thách đấu. Thách đấu. Rồi con phải làm gì nữa nè? Tại hạ xin được chỉ giáo. Bậy trò quá.
Không biết có thắng được người ta không mà bậy quá. Đại hạ xin được chỉ giáo. Lẹ ra mở tay. Rồi bắt đầu nha. Lẹ đi ba. Tù si. Con thua rồi, thấy chưa, ba đã nói rồi, con chơi không lại ba đâu. Ba là độc cô cầu bại nè, đây đây đây, đây uống chén nè. Đó. Con dễ ẹc à, đi qua đi, để mẹ. Qua đây, thách đấu nha. Để em chơi với anh nè. Làm giống vậy đi. Thôi, đánh hụt cho con đi mẹ. Con yên tâm. Tại hạ xin được chỉ giáo. Tô si. Anh đã nói là anh vô địch thiên hạ mà đâm cô cầu bại là ta không ai chơi với tu tì lại mà ta đâu. Sao kỳ vậy? Rõ ràng là em tính ra múa sao tự nhiên ra cái kéo vậy? Ghê. Có ai muốn thách đấu lại không? Tô. Mấy đứa làm gì vậy? Ba mới về hả? Tù si. Ta đã nói là ta chú đi. Mày xích cho coi. Kỳ cục ba. Làm gì mày chơi gì mày búng con gái yêu của tao vậy? Bây giờ coi đã là trở thành chùm cuối của quán tù si rồi. Vô địch thiên hạ bách phát bách trúng. Không ai chơi lại con hết ba. Đúng không làm chi? Ông ơi, ba con chơi quảnh tù xì hơi bị giỏi luôn á nha. Nãy giờ con với mẹ chơi toàn thua, không có ngày nào thắng luôn á. Thiệt, bốn con đỏ trán hết luôn rồi nè ba. Con ưu nguyên cục đây luôn nè. Dạ, yeah, cao thủ rồi hả? Dạ đúng rồi. Dám chơi với ba ăn gián không? Chơi với ba hả? Ừ. Được thôi. Nhưng trước khi chơi, ba phải làm theo con. Làm gì? Tại hạ xin được chỉ giáo. Chỉ giáo cái con khỉ chơi thì chơi thôi, không có chỉ giáo gì đây. Ba phải nói như vậy thì cuộc chơi nó có mấy ý nghĩa. Cái thằng sao nó rắc rối quá. Rồi đó, tại hạ xin chỉ giáo. Chơi. Cố lên ba, trả thù cho con đi ba. Đúng rồi. Trả thù cho con. Trả thù cho con đi ông. Tù si. Sorry, không sao. Thua một ván không có là cái gì của con. Yên tâm, chơi ván nữa nè. Ba, hồi nãy con để ý nha. Cái miệng ông bữa nay kỳ lắm á. Cứ lẩm bẩm. Có chơi chiêu gì đúng không? Chiêu gì, người ta chơi xong người ta thắng thôi. Chơi không lại rồi đổ thừa. Bây giờ con có nên búng ba một cái thiệt là tình thương mến thương không ta? Anh dám búng ba hả? Thua phải chấp nhận thôi. Thì cho thiếu đi. Thì ngon chơi ván nữa. Thôi được rồi, bây giờ nếu chơi ván nữa thì hình phạt phải thay đổi rồi nha. Muốn sao? Để con coi. Được rồi, bây giờ nếu như ba thua thì tối nay ba chỉ được ăn cơm không, không được ăn đồ ăn. Thôi hả? Ăn cơm không, không ăn đồ ăn. Dễ ợt chơi. Ai nhưng mà ngược lại, nếu mà con thua thì vừa bị bún mà vừa ăn cơm không có đồ ăn. Nhìn nhỏ như con thỏ. Bắt đầu. Ba phải làm thủ tục trước đi. Thủ tục gì? Tại hạ xin được chỉ giáo. Tại hạ xin được chỉ giáo. Mùi tôm thiệt là nồng nàn. Ôi má tôm ơi. Ủa ông ơi, bộ bữa nay đồ ăn không có vừa miệng ông hả ông? Không phải, tại ông khoái ăn vậy à. Chứ không phải là do đồ ăn con. Ủa? Thiệt là tội nghiệp. Có tuổi rồi mà ăn cơm không với nước như vậy không có tốt đâu ba. Thôi con tha cho ba đó. Ba ăn đồ ăn đi. Tao không cần tha mày. Thôi mà ba, ăn vậy sao mà được. Không ăn kệ tôi. Ăn đi mà. Không. Ủa ba, ba chơi tôi xì giỏi vậy hả? Ba chơi con đi. Trời đất ơi,
Lại một kẻ không biết lượng sức mình, coi trời bằng dung. Được thôi, nếu như con muốn thì ba sẽ tiếp. Nhưng trước khi chơi, con phải chào hỏi trước. Dạ dạ, làm theo ba. Tại hạ xin được chỉ giáo. Tại hạ xin được chỉ giáo. Đây là hình phạt cho kẻ không biết lượng sức mình đưa cái trán con đây. Tất cả những kẻ đã bại trận dưới tay ta nè. Tay ta. Cười ngạo nghễ. Cười cũng thấy ghét. Tâm ý. Dạ. Thái độ của con là sao? Con muốn đấu với chú đúng không? Dạ không. Chú hỏi chơi thôi chứ thừa biết làm sao mà con dám đấu với chú được. Kể từ ngày hôm nay, Minh Ngọc này xin tuyên bố, ai muốn phục thù cứ liên hệ với Minh Ngọc này sẽ tiếp 24/24. Ông nào qua đi. Ủa con thấy bình thường mà ba. Mấy ông trùm cuối á, thắng hay cười vậy lắm. Mày cười văn nước mép luôn à. Mày tém lại chút thôi. Cười thấy ghét thiệt chứ. Đừng cười nữa. Bây giờ ba chỉ cười chứ ba không thèm ăn cơm luôn rồi con. Chán quá đi. Ủa, trái em bị sao vậy? Em chờ anh tụt tì với chú á, thua 10 trận luôn. Chị với chú hả? Ừ, chú chơi giỏi cực kỳ luôn. 10 trận, trận nào chú cũng thắng hết trơn á. Em thua hết 10 trận luôn. Đáng nhẽ là chú Ngọc muốn em 10 cái đó. Nhưng mà trận cuối chú tha cho nên chỉ muốn có 9 cái thôi à. Ngày mai em nhất định sẽ đấu tiếp, em sẽ phục thù chú mới được. Chị thấy á, em cứ chơi như vậy hoài á, là thế nào cũng thua nữa à. Theo chị thấy thì chú đang dùng bí quyết đó. Bí quyết? Là gì vậy chị? Hồi trước á, ba có chỉ chị ba mức để thắng khi chơi quẩn tù tì đó. Chị nghĩ là chú đang chơi mức thứ nhất đó. Mức thứ nhất? Bí quyết là sao? Chị chỉ cho em đi. Nè, bây giờ á, người dùng cách thứ nhất á, họ sẽ nhẩm câu thần chú để làm phân tâm mình. Và khi đó mình sẽ bị liệu theo lời nhẩm của họ và ra thứ mà họ đã nhẩm. Vì họ biết chắc chắn á, là mình sẽ ra thứ gì và chỉ cần phản đòn lại là đã thắng rồi. Hiểu chưa? Bây giờ thử nha. Đó, em ra búa theo lời nhẩm của chị rồi đó. Thấy không? Dạ, hay. Vậy còn mức thứ hai thì sao? Quẩn tù si. Hay mà. Có bộ bây giờ kiếm một người thắng ta như mò kim đáy bể, không thể nào tìm ra một đối thủ cạnh tranh được. Đưa cái trán của con đây. Ta. Ui, nhỏ hết rồi kìa. Nếu mà giỏi vậy thì mở cái trường quẩn tù tì đi. Ba đầu tư cho con đi, con mở liền. Khoan, chú ơi. Hả? Chú với con thách đấu lại lần nữa nha. Trời đất ơi, ngày hôm qua đã thua chú rồi mà hôm nay còn dám thách đấu lại hả? Con đã có cách để thắng chú rồi. Cái bộ gan à. Con đó, không được chơi với chú nghe chưa? Bộ con không thấy hả? Ai cũng bị chú búng phải đỏ trán hết trơn luôn rồi đó. Không sao đâu cô, con đã có cách phục thù chú rồi. Thôi được, đối thủ từng bại trận đã muốn thách đấu thì làm sao ta từ chối được. Xin mời. Tại hạ xin được chỉ giáo. Khi thấy chú bắt đầu nhẩm thần chú, em phải tỉnh táo. Nếu thấy chú nhẩm búa, em phải ra kéo. Nếu chú nhẩm bao thì em phải ra búa. Và cuối cùng, nếu chú nhẩm kéo thì em ra bao. Trời đất ơi, trời tâm anh thắng rồi. Con thắng rồi đó. Tại sao lại như vậy được? Chú ơi, chú có muốn con làm lại với chú coi không? Được, làm lại đi. Tâm anh, tâm anh, tâm anh. Không,
thể nào, không thể nào gì được. Con lại có cách thắng chú rồi đó. Nè, bây giờ nghe cho kỹ nha. Muốn chơi được bước 2 á thì em phải thật là thành thạo bước 1. Khi mà chú Nhẩm búa 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 là chú muốn em ra búa theo lời nhẩm của chú, và chú sẽ ra bao thì thắng em. Vì vậy á, bước 2 chính là em sẽ ra kéo để thắng cái bao của chú. Đó gọi là chiêu phản đòn. Cuối cùng thì trùm quảnh tù tì trong nhà này cũng đã có người thay thế. Giỏi lắm con. Tâm Anh, sao em có cái chiêu mà để thắng được hay vậy? À, dạ, chị em đã viết ra giấy cho em có 3 mức để chơi thắng quảnh tù xì. Mức chú đang dùng là mức số 1, còn mức con đang dùng là mức số 2. Vậy là còn mức số 3 nữa hả? Không thể nào. Làm sao có thể có một người xoắn ngon của ta được? Thách đấu lại đi. Khoan, không có vồ vập, chưa bị búng mà. Trả thôn thôi. Búng, thôi được, búng đi, búng. Sao một người búng con vậy? Búng ké. Búng ké nữa. Bây giờ thách đấu này đi. Nhưng mà chú phải chào hỏi chứ. Thôi được. Đúng rồi, tại hạ xin được chỉ giáo. À, không có thành ý. Chào người ta là phải cúi đầu xuống. Đúng rồi. Đúng rồi bơi. Tại hạ xin được chỉ giáo. Bắt đầu. Quán tù tì. Không thể nào, ta không thể nào thua được. Tại sao ta không thể thua được chứ? À, dạ, chị em đã viết ra giấy cho em có 3 mức để chơi thắng quảnh tù xì. Mức chú đang dùng là mức số 1, còn mức con đang dùng là mức số 2. Y ơi, y à, y ơi, y. Ủa, chú, sao chú lục đầu của con? Không, đâu có đâu. Cái gì vậy? Dạ, chú. Sao vậy? Vậy? Dạ. Sao mày lục đồ người ta? Mày kiếm gì ở trong? Đâu có kiếm, con chủ yếu vô đây là con kiếm một cái. Ủa mà mày cầm cái đó làm chi vậy? Dạ, cái này của Tâm Anh. Trời, cái gì? Của Tâm Ý chứ. Cô ơi. Cô đi ra ngân hàng rồi con ơi. Chú, mình đấu lại một ván nữa nha. Nhưng mà chị con nói là không được chơi ẩn tù tì với chú nữa. Đâu có chị con ở nhà đâu, chơi một ván thôi, một ván với chú nha. Ừ, dạ. Nhưng mà chú đang bị thương nên khỏi phải chào hỏi nha chú. Không, nguyên tắc là phải nguyên tắc. Chơi là phải chào hỏi đàng hoàng, như vậy mới gọi là cuộc chơi, con hiểu không? Dạ. Tại hạ xin được. Ai à? Không sao. Tại hạ xin được nghiêng mình chỉ giáo. Trong con thơ